Thúy Nga xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài IBC đang đến với chương trình khoa học kỹ thuật tuần này do chị Tuệ Anh và Thúy Nga phụ trách. Thúy Nga xin chào chị Tuệ Anh. Chào Thúy Nga, dạ. Một lần nữa Tuệ Anh xin hân hạnh kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Kính thưa quý khán thính giả, và trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng một số những hình ảnh, video cũng như là những tin tức liên quan tới lĩnh vực khoa học kỹ nghệ hay là công nghệ kỹ thuật sẽ mang đến cho tất cả quý khán thính giả những thông tin rất là lý thú và hữu ích khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta sẽ tới với bàn tay robot in 3D bằng xương, dây chằng và gân. Những nhà nghiên cứu từ ETH Zurich đã in 3D một bàn tay robot bằng xương có dây chằng và gân tổng hợp bằng kỹ thuật scan laser cải tiến. Công nghệ in 3D được phát triển bởi Inbig, là một công ty con của MIT, cho phép in 3D những vật liệu mềm, đàn hồi và cứng cùng một lúc, cho phép tạo ra những cấu trúc tinh tế như là bàn tay robot. Những nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện này và ứng dụng mẫu của họ trên tạp chí Nature. Chúng tôi có thể tạo cho bàn tay này có gân, có thể tạo dây chằng, có thể tạo quanh khớp, chúng tôi cũng có thể tạo hình giống như xương vậy. Và với tất cả điều này xảy ra với quy trình in cho phép chúng tôi đạt được độ chính xác mà chúng tôi mong muốn. Những bàn tay robot này rất đặc biệt, là điều mà giáo sư của ETH Zurich Robert Kazasman đã giải thích. Nhóm này đã sử dụng những loại nhựa xử lý chậm có thể uốn cong và trở lại những hình dáng ban đầu, quan trọng để tạo ra những bộ phận linh hoạt như là dây chằng trong bàn tay robot. Lĩnh vực robot mềm đang phát triển, những con robot an toàn hơn khi làm việc với con người và giải quyết được những công việc tế nhị tốt hơn. Máy in 3D truyền thống hoạt động theo từng lớp lắng động vật liệu tại mỗi điểm và sử dụng UV để giải quyết từng lớp ngay lập tức. Tuy nhiên, quá trình này chỉ có thể xử lý được một số loại nhựa cứng lại nhanh chóng. Công nghệ in mới do Inbig phát triển hoạt động với loại nhựa có thời gian xử lý chậm hơn, có tính đàn hồi, bền vững và chắc chắn hơn. Hay quá ha. Dạ. Bây giờ in 3D rất là phổ biến, và người ta in là quý vị thấy là in những cái sản phẩm ra nó bằng những cái scan từng lớp lớp như vậy và ráp lại với nhau. Mà hồi trước giờ chúng ta thấy in những cái vật liệu cứng, còn bây giờ là người ta in ra những cái vật liệu mềm mà bằng tay linh hoạt luôn, bằng tay robot linh hoạt luôn. Dạ. Hay quá. Thực sự rất đó. Có dây chằng này kia luôn, có gân nữa. Nhưng mà I feel nó rất là soft, nhưng mà cái độ stick của nó có nha. Tại vì hồi nãy khi nó hô cái bình nước á, là cái độ bám dính đó nó có. Càng ngày khoa học kỹ thuật càng phát triển, chúng ta thấy rất là nhiều nhóm các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đã chế tạo, phát minh ra rất nhiều những công cụ, những loại robot hữu ích và hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu của thế giới nhân loại, nhất là trong lĩnh vực y tế, không mà giúp đỡ cho những người nào mà bị khuyết tật hay là tay chân các chi có vấn đề, hoặc là nạn nhân của thiên tai, chiến tranh vân vân, thì cũng có thể có những cái bù đắp. Không những là những cái gì mà những nhà phát minh rất là trẻ chứ không phải rằng là ấy, nhưng mà đôi khi mình cứ nghĩ rằng là có những trường hợp là họ đã bị một cái tổn thương hay họ bị một cái gì đó rồi bắt đầu họ mới nghiên cứu làm sao để giúp cho họ hoàn thiện hơn, nhưng mà những người này rất là trẻ và suy nghĩ được những cái thực sự là và hay và tìm tòi để làm sao để bù đắp những mà khuây khỏa cho những người mà bị khuyết tật. Đó cũng là nét đẹp trong vấn đề mà áp dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống hàng ngày, nhất là trong vấn đề điều trị cho những bệnh nhân. Và thưa quý vị, chúng ta lại tới với một bản tin khác cũng liên quan tới khoa học y tế. Đó là một bước tiến lớn khi những bác sĩ phẫu thuật công bố ca ghép mắt đầu tiên trên thế giới. Những bác sĩ phẫu thuật ở New York đã thực hiện ca ghép mắt toàn bộ đầu tiên cho con người vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Thành tựu được ca ngợi là bước đột phá, mặc dù bệnh nhân chưa lấy lại được thị lực ngay lập tức. Theo nhóm phẫu thuật tại New York University Langone Health, trong 6 tháng kể từ cuộc phẫu thuật được thực hiện, trong quá trình cấy ghép một phần khuôn mặt, mắt được ghép cho thấy những dấu hiệu sức khỏe quan trọng như mạch máu hoạt động tốt, võng mạc cũng hoạt động. Tiến sĩ Eduardo Rodriguez, người đứng đầu nhóm nghiên cứu này đã cho biết, việc chúng tôi cấy ghép một mắt là một bước tiến lớn,
điều mà người ta đã nghĩ tới trong nhiều thế kỷ nhưng chưa bao giờ thực hiện. Cho tới nay, các bác sĩ mới chỉ có thể ghép được giác mạc lớp trong suốt ở phía trước của mắt mà thôi. Người nhận được con mắt là Aaron James, cựu quân nhân 46 tuổi từ Arkansas, sống sót sau tai nạn điện cao thế liên quan tới công việc khiến cho nửa trái khu khuôn mặt là mũi, miệng, mắt trái của anh ta đều bị phá hủy. Ca phẫu thuật này cấy ghép kéo dài 21 tiếng đồng hồ. Ban đầu bác sĩ dự định đưa nhãn cầu vào như một phần của ca ghép mặt vì lý do thẩm mỹ. Rogers chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, hiện tại mắt được cấy ghép không giao tiếp với não thông qua dây thần kinh thị giác. Thương quá hả? Dạ. Những cái tai nạn bất ngờ hay là những thiên tai hay là chiến tranh hay là những sự việc xảy ra bất ngờ trong cái cuộc sống mà nhiều khi họ không có biết thế nào để mà lường trước được. Cho nên việc mà giúp đỡ cho những người này có thể lấy lại được cái thị lực á, cũng là một trong những điều rất là quan trọng mà áp dụng những cái khoa học kỹ thuật vào. Thực sự. Vâng. Không, mà thực sự là chị Tuệ lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ những cái mà cái những khoa học kỹ thuật mà giống như với một cái tính thiện lành như vậy nè, họ suy nghĩ ra được để giúp cho những người đó. Thì thực sự mình cảm thấy rằng là tại vì bây giờ đó, cái thế giới bây giờ nó cái trí tuệ thông minh đó, em thấy không, là rất là đa dạng. Thí dụ như là họ dùng những cái đó, họ làm những cái việc mà ác á, những việc mà gạt nhau á cũng có, nhưng mà đôi khi đây là những cái mà cái này là mình cũng nên phải sự là khuyến khích, mà rất là hay và touching nữa, touching cho những cái sự mà tâm huyết của họ để giúp cho những người mà mất đi những cái phần để muốn healing lại một phần nào đó nha. Rất là hay và touching. Cho nên khi mà mình cái câu giống như mỗi buổi sáng mình ngủ dậy, mình nhìn xung quanh, mình thấy mình có công ăn việc làm, mình có gia đình, mình có những người thân bạn bè, rồi mình có công việc ổn định, mình có những cái cuộc sống nó ấm cúng, mặc dù nó không phải là dư giả, nhưng mà mình còn đầy đủ thân thể lành lặn, có thể làm được những cái công việc mình yêu thích, thì đó cũng là một cái điều phước báo vô cùng. Bởi vì xung quanh chúng ta còn rất là nhiều những cái mảnh đời mà mình không có tưởng tượng được là nó có những cái câu chuyện rất là thương tâm. Và chính vì những điều như thế này cho nên việc mà ứng dụng khoa học hay là phát minh công nghệ để giúp đỡ cho những mảnh đời này hoặc là những cái cuộc sống của những người khó khăn gặp được những điều tốt đẹp là điều luôn luôn đáng trân quý. Thấy thương không? Đó, thấy không? Qua một cái sự mà giúp đỡ của tất cả các bác sĩ ha. Rồi để thôi, cho nên anh đấy anh cũng tướng mạo cũng là da, thấy rất là cũng tương đối rằng cũng là khá rồi nha. Rất hạnh phúc. Và kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin được tạm dừng trong một vài giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó sẽ là phần 2 của chương trình khoa học kỹ thuật. Rất mong quý vị tiếp tục đón xem trên đài IBC.